Trời, ăn gì đây? Xin xong nữa hả? Ừ, con đó là cháu cụ đỏ. Hôm nay bác sĩ nói là sao? Nó đường 500. Đường mà gia giá 360, 340. Trời ơi, gia giá của đó. Chắc là hôm nay con đến đây con mời chắc đi ăn đám cưới. À, đám cưới của... Quên nữa. Bà Sơn mà thằng Hân Điên đám cưới đưa thiệp luôn kìa. Kìa. Thiệp để dưới xe quên này, để cho lát họ chạy là xuống lấy đưa thiệp. Thôi mệt quá bà. Thì bây giờ ít nhất là chứ cũng phải bỏ 500 triệu vô. Ủa, cái tuổi nào ta cũng phải có nhu cầu chứ. Không có đâu bà. Chứ lấy Tuấn Nguyễn sao? Ba ngày ba đêm động phòng ở nhà nó sao? Ai nói? Đỏ lâu rồi. Chứ con kéo phóng xe ra ngoài. Bây giờ chở ra ngoài phóng xe ra ngoài. Bây giờ đi nổi không? Đi nổi chở ra. Có số luôn nha. 79. Không dài nằm trong đây chứ có biên đều đều chứ. Ngồi đi hai con nụ làm gì vậy? Có chỗ đâu ngồi. Nè. Có cái ghế sẵn. Thôi hỏi đi chở ngồi vậy đi ba. Thôi đừng là bỏ quay. Quay ngoại coi đi đó, ngoại coi đó đẹp rồi. Quay. Đó quay ngoại đi. Ngoại đẹp đi. Ông ngoại kia giang hồ lăn ra. Ủa ông ngoại kia thường thường là chiều hay về lắm mà hôm nay cũng lâu không về ha. Chưa lấy thuốc má sao về. Lấy thuốc xong mới về. Trong đây chắc cũng cần á. Trong đây chắc chức nhỏ tuổi nhất. Sao nước chảy liên tục giờ ai đi lái không tắt nước rồi trời? Ai không tắt nước, bà mới tắm ra đó, bà quên khóa nước. Khóa nước thì mày. Thôi ai tắm thì người đó khóa nước. Khóa đi anh cả, dĩa trong quần đáy quần ta mớ cây á. Trời ơi. Mặt cái yếm dục rồi. Chị mà đâu có chồng, trời ơi. Mà về chồng chứ dọn cái đá cho hay gì trời. Chị nói giống vợ mày quá ha. Đó nhậu ngồi ghê á. Lái biết ta sợ quá, cũng kêu luôn. Vậy là không dài là mấy ngày nó không vô thăm chết rồi. Không, 3 ngày à. Không thăm chết luôn à. Nó xỉn quá. Chồng con gì kỳ vậy trời. Không ấy mình kiếm chồng khác. Không chồng nào cũng lo, mình kiếm chồng khác. Có quyền mà mình đẹp mình có quyền. Thôi em chim bị cục rồi, cục dân cầm rồi. Chuyển qua Bình Dân cục dân cầm mà. Chừng nào chuyển? Chưa biết. Nói cho không gà bác sĩ nói tình hình sức khỏe sao rồi chứ. Nói đường có 500-600, nói dài là cài một chai từ viên, bốn chai từ dầu. Sáng giờ bác sĩ vô có thử đường lên đường nhiều cao không? Có, 500 rồi. Ngày nào cũng 500? Tao là 500. Thử hai lần hả? Thử hai lần rồi bác sĩ vô đang thử máu, nói ba kêu. Má giờ đang thèm tới sầu riêng, ba chai xì tim. Trời ơi trời. Bác sĩ kêu ăn đi thì theo ông Sáu. Mà hỏi Sáu gì? Theo ông Sáu gì? Nó theo Sáu đi gột lép. Theo ông Sáu tắm á. Cái hồn đó là lúc nào ông Sáu tắm á chứ. Bác sĩ đâu cũng uy tín ha. Anh cả cho mua đại mũi cho em đi. Thèm quá. Cũng 500 mà ăn vô mũi đâu sao. Thôi đừng có nằm. Thôi đừng có nằm. Đừng có nằm. Thôi nằm đi. Chống đầu con tép ghê trời. Nằm cũng đẹp hơn. Nó bán quá trời dâu. Cái đó là những bông hoa nhỏ. Ăn chè cho chim. Ăn chè cho chim đi. Rồi vậy chở đi ăn.
Thôi thằng Tiến chờ nè ăn chưa gì vẫn chạy. Hồi nằm đứng đẹp ghê, giống như nàng con cá đó. Đùi đâu học xong. Cũng trong rừng. Học xong không. Nè. Cả một cái thằng Tiến ơi em thèm quá. Đùi này đùi hột mít luôn đó chứ học xong gì nữa. Không biết sao chồng bà thương bà, thích bà, thích chỗ nào cũng không biết nữa trời. Thằng Viên đi thôi, không ăn mấy cái đó được, vẫn vui thôi chứ không ăn được mấy đó chứ ơi. À, nói chuyện vui hả, chồng bà thích bà trên chỗ vui hả? Ăn sầu riêng đi. Nói chuyện hồi trưa mà chị vừa ngồi tôi còn ngủ, mà tôi hết buồn ngủ tôi cười đến đó mà tôi không còn buồn ngủ. À, bà điện cho chồng bà hả chị? Sao? 3-4 ngày nay không ai lưỡng sôi bà hả? Lưỡng sôi buồn hoài à, không đâu buồn ngủ. Sôi hai bịch kìa. Chắc lấy điện thoại điện cho Tướng Nguyễn hỏi sao coi nó đâu sau 3-4 ngày nó không vô thăm vợ, muốn vợ chết hay gì ta, buồn chết hay sao? Mẹ Diễn thân xem vô cần tàu hai đứa nói đi. Ờ đây để điện cho nó mà cho đàng hoàng điện không nghe máy luôn chứ rồi đó. Ủa chị giờ chưa bác sĩ thử đường à, của bà nghe bác sĩ nói đường cao lắm hả chị? Đường thử lần thứ nhất á là 350, thử đường thứ hai là 385. Thuốc cho bà hai mũi thuốc, ngủ từ sáng đến 11 trưa không ăn cái nào, vô đường lên 385. Đường 400 rồi còn gì nữa. Đỡ bữa trước cũng 500, 500 mấy vậy. À, cũng Nguyễn đó. Giờ bệnh gì chồng không vô. Người nhận tạm thời không liên lạc được, gọi lại sau. Gọi Ngân rồi. Gọi nó lần nữa đi, gọi nó. Gọi Ngân đi. Gọi Ngân. Thôi giờ này nghe nó đi làm rồi mà. Đéo hị á, đái mà còn mặc quần cái này á chạnh tiền vậy đó, khốn nạn nó có quần áo hoài vậy. Rồi ai làm cho chết, ai dọn dẹp cho chết. Ui, tôi làm mình tự dọn luôn. Nè, thử nè nè, làm gì Tấn Nguyễn không vô vậy? Nhỏ nhỏ thôi. Tấn Nguyễn nhậu với anh Vinh, tên nhà anh Vinh á, đâu con đâu có đây, con đi làm mà. Ê, lát rồi anh Vinh đi làm, lát rồi anh Vinh đây. Thôi em Vinh, thôi phải trả lời chồng con chuối đừng nói nè. Là gì? Trời ơi, vợ bệnh chồng bỏ đi nhậu. Hiển Hình đây. Gia đình hạnh phúc. Hiển Hình. Nghe gì chứ? Có hơn chồng 3 ngày vô nuôi tôi. Tớ cần chưa cho tiền nữa. Ba ngày nó không nuôi. Cái hộp này nó không nuôi. Trời ơi, nè đứa hộp. Nó không liên gì chứ, xây gồm gì chứ có bóng máy đâu. Đâu có biết bắt đâu. Hai nhà ai nó không có vô hầm rồi. Tối nè, đi bảo cổ nó không máu liều. Con thề là chuyện chứ con ngay nha. À, gì chứng chết hồi. Tổng Nguyễn có nhậu không? Tổng Nguyễn có nhậu bên nhà không không? Nói tao chết là 3 giờ nào kêu nó vô đây. Nó vô nuôi là nó nói tao chết. Ê, ban ngày em nuôi mà mày còn nói á, tao chết mai sáng tốt vô đây vòng chắc tao quýnh mày ra. Nè ông Trần nó là nó nằm xỉn mà tao nằm rồi, trời xỉn dữ lắm rồi đó. Cháu vợ bệnh nào cũng không vô nuôi, đi nhậu buồn đi nhậu trời. Con nói bà chết nữa chết. Ba giờ tao chết là nào mày mày tiên tiền tùm lum vậy. Đồn chồng khốn nạn. Vô đây vòng cây con quýnh mày đó. Cỡ từng cử nha, 8 tầng rồi đó. 8 tầng hả Ngân? Mày 9 tầng rồi đó, Ngân nói đó. Tao còn ngồi đây mà mày như vậy đó. Mày nói là tao chết, chó.
mất thành luôn mà. Còn kìa. Chết ảnh bê tha lắm mà nha, chết chứ không quyền ảnh đi. Dạo này mày bê tha lắm, tao cho mày lên đường bây giờ đó. Đường tao đang lên cao lắm, tao cho mày lên đường giống tao đó. Nói giả đi, chính cần là nhiêu? Cần 1 triệu. 4,5 triệu. 4 triệu rồi gì mày cùng ăn, cần 1 triệu. À, hình 9 triệu. Ê, 9 triệu nha, Hưng nói 9 triệu. Mày bê tha, mày ăn chè, vợ mày bệnh mày không thèm nói câu nào hết nha, mày giờ nói tao ba về chết. Chết nội mẹ. Ba về chết. Chồng gì vô trách nhiệm dữ vậy trời. Chồng vô trách nhiệm ở vậy, tụi đây nói chuyện mày chết đâu. Anh cả nó nói tôi chết nè. Cái này mày vô tao cho 8 anh em quýnh mày đó. Rồi hỏi chừng nào vô. Nó xỉn quá, câu vô chạy xuống nương luôn á. Hỏi chừng nào vô, có mai mốt gì có vô không? Thôi hỏi đây, chia tay bớt đau khổ. Chia tay sao lấy được 9 triệu? Có khổ quá. Mít ba nó đâu có giá trị đâu, lại nhôm với sắt không à má. Là gì? Nhôm với sắt không à. Anh có cái tài sản rất là quý chứ rồi. Một cây hai đó chứ mất đâu. Đó thấy chưa, ai cũng nhận được cái tên đó không mới lên. Đâu ai nói Tuấn Nguyễn chết. Thằng Tuấn Nguyễn nói gì chết chết. Có lâu chứ nó xạo gì chết chết. Thầy làm gì? Thầy sao thì chết? Tiền ta đâu? Máu chảy về tiền đâu? Hả? Cái đường cái này nè. Đường cái gì? Ôi cái đó quỷ lắm á chết. Ê cái đó quỷ lắm á, Ngân Trần nói á. Ờ chứ hỏi anh còn yêu em không? Ê mày còn yêu tao không? Ê chia tài sản đi, có Ngân Ký nè. Đưa tài sản qua đây Ngân Ký. Đúng rồi, chia tay thì đồ quà. Chia tay thì đưa tài sản đi. Trời. Cắt rồi. Rồi mất tiêu rồi. Trời ơi, nói chuyện gì không có tình cảm, gây lộn suốt ngày vậy trời. Chuyển tiền liền cho tao đó, mày đừng giỡn mặt. Hôm nay chủ nhật mà ăn cho no cho ha. Nói gì mà lẹo lưỡi lụm như vậy. Tắt nữa rồi. Xỉn quá rồi, thôi để cho anh nghỉ đi chút. Tin đập máy không? Mày tin điều ấy không? Đập máy liền á. Tắt nữa. Ồ hay chồng kỳ ha, điện chửi không, không nói anh yêu em nhớ anh gì hay gì, em thương anh hay gì. Ờ chứ vậy nó vợ vụ ngọt, đàn ông ta thích ngọt hết chứ. Điện hình không? Điện không anh mày? Điện hình đi. Ủa đang gọi cho ai vậy? Đó con nghe tiếng à, không nghe hình. Nói đi nha, Tuấn Nguyễn. Rồi anh xỉn rồi, gọi nữa chứ. Rồi anh xỉn rồi, để anh nghĩ đi. Tôi nói sao? Xỉn rồi, trời ơi. Mày giỡn mặt vậy? Đang nói chuyện tụi tao mày tắt máy nha. Ý mày sao? Ý anh sao anh nói đi. Ý anh sao anh nói đi. Chia tay thì phải chia tài sản. Chia tay phải chia tài sản. Hôm nay ngày chủ nhật nè mày. Chớp chớp phải kể từ cái lúc mà tình cảm là anh làm chớp mấy cái rồi á. Chớp phải nói lên để anh đền bù chớp.
Ê, mày ngủ tao 3 ngày rồi, mất chinh rồi, bây giờ mày đổi ý vậy. Nè, có con Hưng với tụi nó làm chứng nè, mày ngủ 3 ngày đó. Anh ngủ 3 ngày, anh làm mấy cái bây giờ tính ra. Anh làm bảo mấy cái? 3 cái, ngủ nhà nó 3 cái. Mỗi ngày làm có cái làm ít đi trời. Mày ngủ 3 ngày nha, chuyển tiền qua đây. Trời ơi, giờ này 5 giờ chưa về nhà nữa. Bê tha cỡ đó. Không có chất ở nhà, ảnh bê tha gì ảnh buồn hết chứ. Đập bể máy luôn á, buồn. Rồi ảnh nói chất ghẹo, chất nói chất chết rồi, chất có buồn không? Buồn đâu buồn. Thấy bà cười, thấy chữ lộn nhau mà thấy bà hứng hở và chữ lộn còn hơn hàng tôm cá. Mua trà không đầu nên uống được. Thôi, uống gì nước ngọt. Gán nhịn vài bữa đi, vài bữa cho khỏe đi, về ta ăn uống lại. Bây giờ không có cái gì tinh thần bằng chồng bả vô cái bao hết bệnh liền. Đường 300 mấy lắm mà nó xuống còn 100 mấy liền, hề luôn. Ba má nó xỉn dậy vô nội đâu má. Vô ổng lượng soi. Dạ. Ổng lượng soi hay là ổng gì làm gì cũng làm, chất tích gì làm gì thì ổng làm đó. Xỉn rồi, nó không dám vô rồi. Không, cái gì này thấy chất cũng có hạnh phúc hay chồng vậy là ngon rồi đó. Thì quên nó Hân nói vụ mời chức đám cưới thì nói luôn đi. Đám cưới ai? Đám cưới Xuân. Dạ anh chị ai lấy má. Thôi thôi. Dạ ta lấy dạ. Ủa chứ chất của trẻ lắm hay sao mà Trứng Nguyễn cũng lấy chất chị. Chiêu tay rồi má. Trời ơi, mau có cần đi ở đây giết chán quá chết buồn. Bà dắt xuống đi kiếm cho ông thả cá kìa. Có cái ông ở dưới thả ông cá. Ông về rồi. Ông về rồi. Vì có ai làm ai cho bà ăn người thì chồng bà giờ đối xử tệ bạc với hai vợ chồng cãi lộn nhau suốt ngày. Vậy về kiếm ông khác đi. Rồi bà. Công nhân lấy đâu kiếp người đâu làm. Ôi, trong tổng là mấy người công nhân. Có bán cùng cây là đẹp lắm. Dạ. À, có bán cùng chim đó. Mua cho con cái đi chứ. Trời ơi, mày có tiền mua đi. Chứ không có dạy ảnh gì hết trơn á. Phải nói chuyện với vợ là phải để máy, vợ chửi cũng phải nghe. Nói chuyện cũng phải để máy, vợ chửi cũng phải nghe.